Bố cháu, cây này với cây kia này nguồn gốc của bố cháu. Xin giới thiệu các bạn là một cây Nam Điền cổ giá vàng. Lúc ấy còn đang ở cái nhà chỗ nằm trên đá. Một cái cốt Nam Điền cổ giá rất đẹp này, các bạn nhìn thấy. Đấy. Cốt rất già và đẹp. Cốt Nam Điền nằm trên đá của bác Vân ở Tiên Phong. Cháu xin phép bác là cháu quay một chút ạ. Thế thì ốc chuyển ra cái dạng này ấy, thì cháu cái cây ấy, cái này. Cột già lắm ạ. Già đinh. Tuổi đời chất chậu. Tuổi đời miên man. Để hiếm thấy có người cột già như này trên chậu. Cột điền già trắng. Là một cái điền già. Trông như một con rồng bay. Giống một con rồng mà bay ra, bay lên. Bố giống thì cũng ít cây. Cốt già. Ông nội đấy. Bạn nhìn thấy cái thân. Thân rất là u cục già, bốc trắng. Về năm 26 cháu bảo là bác về sau ông Sen mà. Ông Sen được trước, ông Sen được trước nhiều. Ông Sen mất bác lên mà. Vâng. Lúc mới ông bảo hai anh em mình lên vẫn đang ông Sen nhiều tuổi hơn. Sen về 2000. Ông lứa cán bộ lãnh đạo với tình cảm hơn với chứ mẹ cháu là mẹ cháu mẹ đẻ cháu mẹ đẻ cháu vâng cháu cũng là nội chứ không ạ. Cốt điền quả già. Cốt đục đặc lắm các bạn. Đây nhìn cái bệ này. Những cột kỳ đá có tuổi đời 6-70 năm, hàng trăm năm ở trong cái căn nhà cổ. Để liền lúc 5 năm, để liền lúc thằng út ông gần 4 tuổi rồi. Thế thì tôi có nhìn thấy hai ông bà ở trong nhà. Không ạ. Nói trong cổ ấy, trong cổ cháu ấy. Vâng ạ. Chị có thể ông xuống. Đây, nằm ở trên những cái bể đá cổ. Anh em đi vào trong dân thì bây giờ mới thấy có những cái cây như thế này. Những cái bệ ba vai. Cái bệ này bây giờ anh em muốn thu lại nó già lắm, đẹp lắm. Toàn nằm ở trên những bệ đá cổ. Nhìn những cái bệ này quá mê các bạn. Đùa mình chỉ muốn kiếm những cái cốt này về mà thu lại làm đưa vào những cái chậu làm hai người bê, tức là phải phá đá đi, nhưng mà như thế thì rất là phí. Thì chủ nhân nuôi mấy chục năm rồi, năm nay này bác trên 80 tuổi, và những cây này bác nuôi từ những lúc mà bác còn trẻ. À, các bạn thấy một cái cây dáng làng, bệ dáng làng rất đẹp, dễ dàng. Bệ già đinh, bạc trắng hết. Những cái cốt cổ nằm ở trên này, bể khánh. Gia chủ nuôi rất là lâu rồi. Một cây hoa giấy. Cốt dáng làng rất là đẹp. Cô này yêu quá các bạn. Ấy. Cốt này giờ về phá đá thu lại nhá. Bệ
trên đá thôi, bẹ này về đuôi lại, bẹ thì không quan trọng, những cái cốt nó đẹp. Bẹ này đầu cút đẹp, nhiều đầu. Hai mặt đều được. Hai mặt đều đẹp. Những cốt này thu lại cho vào cái hang nhỏ hơn chứ. Đầu cút rất là đẹp, già, già ra tận cái đầu cút hết rồi. Toàn là những cây cổ, chủ nhân thì ký trên đá. Đây là vườn sau của nhà bác. Cốt tuổi chậu rồi ạ. Cây nằm trong cái chung. Đấy, cây xanh quả. Toàn những cốt già, nhưng mà bác bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, không có thời gian chăm sóc. Mấy cây đằng trước sân này, cột đẹp. Trong này yên tĩnh quá bác nhỉ. Cây ổi tàu. Cây ổi tàu quả sai. Gốc ổi tàu. Ôi, thế là to quá đấy. À, cũng như mọi người, bác cũng có một giàn lan nhỏ nhỏ. Thưa các bạn, đây là một số cây lan trong vườn của nhà bác. Đối với lan thì mình cũng không hiểu gì đâu, không dám bình luận, thì chỉ quay một số hình ảnh những cây lan này thôi ạ. Cây dâm bụt vàng. Cây hoa bọc. Cây hải đường ạ, hoa hải đường rất to. Cây ngọc anh. Hoa ngọc anh. Quý nhất là những cây xanh cổ khu trước sân nhà nhà bác. Trắng cốt, nếu mà phá cái này
thì sẽ được một cốt ba vai rất đẹp ạ. Cắt đỏ hai cả hai những cột kèo này đi thì sẽ được một cái cốt ba vai già, cốt điền ba vai già. Chắc cây này cũng tương đối là nhiều tiền. Mình xin phép được dừng cái video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.